Trong định hướng phát triển kinh tế xã hội ở Quảng Nam, thì vùng phía đông của tỉnh được xác định là nơi trọng điểm, và con đường Võ Chí Công mà Quảng Nam đã và đang triển khai thực hiện là công trình có tầm quan trọng, chiến lược trong hạ tầng giao thông đường bộ, mang lại sức bật thời cơ mới cho phát triển vùng đông Quảng Nam. Đường Võ Chí Công, một công trình giao thông ven biển lớn nhất tỉnh Quảng Nam. Từ khi con đường này đưa vào sử dụng đã rút ngắn khoảng cách từ thành phố Đà Nẵng vào sân bay Chu Lai, góp phần giảm áp lực giao thông cho quốc lộ 1A và hoàn thiện mạng lưới giao thông đường bộ của tỉnh và khu vực miền Trung. Bà con chúng tôi hết sức là phấn khởi. Vùng Đông Duy Xuyên, Thăng Bình là thay đổi từng ngày, từng giờ chứ không phải từng nào. Đã góp phần rất lớn, giúp hàng vạn lao động của bà con chúng tôi có công ăn việc làm. Sau khi đường Võ Chí Công hình thành, thu hút nhiều nhà đầu tư lớn đã vào vùng đông của Quảng Nam. Khi tuyến đường ven biển khơi thông, cuộc sống của người dân ở xã Bình Minh, huyện Thăng Bình đã cải thiện rõ rệt. Từ vùng đất cát cằn cỗi, đến nay nhiều công trình mọc lên rất khang trang. Khi mà chúng ta triển khai thực hiện cái cách lục 25 á, trên địa bàn của vùng đông của huyện Thăng Bình á, thì cái tình hình kinh tế xã hội của huyện nó thay đổi rất là rõ nét. Có một nhiệm kỳ thì thu ngân sách là khoảng 6.500 tỷ. Đặc biệt là thu phát triển kinh tế sắp xỉ là 1.500 tỷ, gấp 3 lần so với cái nhiệm kỳ 2010-2015. Và khi cái hạ tầng này mở ra đó, hiện nay đang có 11 khu công nghiệp được quy hoạch ở khu vực vùng đông, 7 khu đã được đưa vào hoạt động, giải quyết cho 40.000 lao động. Và ngoài ra chúng ta còn có 43 cái cụm công nghiệp đã được quy hoạch và đưa vào hoạt động với diện tích sử dụng là cũng lên trên 1.200 hectare. Với 30.000 lao động đang hoạt động tại các cái cụm công nghiệp ở khu vực vùng đông. Đây là con đường coi như được xác định là vùng liên vùng và được chính phủ, được các bộ ngành trung ương quan tâm và phát hành trái phiếu để xây dựng cái tuyến đường này. Khi mà tuyến đường này hình thành, nâng cấp sân bay Chu Lai lên quốc tế thì tuyến đường này là đón khách, đưa khách đi về ở các cái khu nghỉ dưỡng dọc hai bên đường Võ Chí Công và tạo liên kết vùng giữa Quảng Nam và Đà Nẵng. Từ năm 2016 đến nay, Quảng Nam huy động lồng ghép nhiều nguồn vốn với hàng nghìn tỷ đồng để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng ở vùng phía đông. Đến nay, nhiều công trình đã đưa vào sử dụng là cơ hội thuận lợi để địa phương sắp xếp bố trí lại dân cư, tiếp tục thu hút các dự án lớn nhằm giải quyết việc làm, cải thiện cuộc sống và góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội ở địa phương phát triển nhanh và bền vững hơn.